Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với cái chuyện audio Mình tiếp tục gửi cho tất cả các bạn bộ truyện Hạo Thiên tập 37 Rất mong các bạn cho mình những lượt like, lượt đăng ký kênh Comment cảm xúc của tất cả các bạn ở phía dưới và bình luận nhé Rồi chúng ta cùng nhau đến chương của ngày hôm nay Chương 371 Sắc mặt Lý Hạo hơi thay đổi Thần hồn bay ra khỏi đỉnh đầu Lơ lửng trên không trung của thành đại trạc liền thấy yêu chiều cách xa trầm dặm trước đó lúc này đã chạy tới mà trên khắp các nơi ở trên đầu thành đều có những bóng dáng tông sư đã luận đạo trước đó bọn họ đã đến các bức tường thành ở khắp nơi cùng với quân thủ thành chuẩn bị nhận yêu chiều này tam bất hủ cảnh kia cũng chú ý tới sắc mặt hơi thay đổi nhanh chóng mà lao lên trong yêu chiều đó còn có đại yêu tam bất hủ cảnh chỉ dựa vào những tông sư kia khó có thể chống đỡ. Lý Hạo chỉ nhìn một cái rồi lại đuổi theo tiểu yêu vương vạn sơn, lòng tiêu kiếm rời tay đuổi giết tới. Tiểu yêu vương vạn sơn vung một trường về phía sau, bị long tiêu kiếm chém tan. Trong lòng của hắn bị phẫn nhưng không dám quay đầu lại. Lần đầu tiên cảm thấy một khắc đồng hồ lại dài đằng đẵng, cao bá vẫn chưa có trở về. Cổng thành ngay ở trước mắt Tiểu yêu vương Vạn Sơn đã nhìn thấy đại quân yêu ma bên ngoài thành. Chỉ cần có thể hội ngộ với đại quân, hắn có thể thu liễm khí tức, ẩn núp ở trong đó, khó mà bị truy đuổi. Nhưng ngay lúc này, một luồng hơi thở tử vong lạnh lẽo truyền đến từ phía sau. Tiểu yêu vương Vạn Sơn đột nhiên quay đầu lại, thấy cái mảnh hình vòng cung sáng chói kia, trong nháy mắt đã ập tới. Hắn kinh hãi trong lòng, đôi mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, còn có sự khó tin. Tốc độ của hắn đã đủ nhanh rồi Tốc độ ngự vật của thiếu niên kia Sao còn đạt đến mức độ này chứ Một tiếng nổ vang lên Kiếm quang chém ra Đầu của tiểu yêu vương vạn sơn đổ tung Não bắn tung tóe, Thân hình khổng lồ lăn về phía trước Phá hủy và nghiền nát tất cả các lầu các Ở cửa hàng trên đường đi Ngay sau đó trong Từ trong thân sư tử không đầu Một luồng tần quang lao ra Nhanh chóng trốn về phía xa Lòng tiêu như là một tia kim quang đuổi theo trong nháy mắt chém nát luồng thần quang kia một tiếng kêu thảm thiết phát ra thần hồn bị thương lúc này không còn kịp suy nghĩ gì hắn trực tiếp thiêu đốt cháy thần hồn tiểu yêu vương vạn sơn vô cùng hoảng sợ hắn cũng chưa từng có cảm giác như vậy lúc này trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ đó là sống sót dưới sự đốt cháy của thần hồn tốc độ của hắn tăng vọt mặc dù như thế tu vi của hắn có thể sẽ dừng lại cả đời nhưng giờ đây không quan trọng hơn là việc sống sót. Bùm một tiếng, nhưng một luồng kiếm khí đột nhiên vươn tới như là ma quỷ chém vào thần hồn của hắn. Sao, sao có thể? Ý thức của tiểu yêu vương vạn sơn run rẩy sắp tàn biến tiêu vong. Hắn không thể tin được nhìn về phía sau, lại thấy thiếu niên kia ở rất xa, thanh danh kiếm kia cũng ở rất xa mình. Đây đáng lẽ là phạm vi không thể tấn công tới. Nhưng tại sao mình lại bị tấn công. hắn không có nghĩ ra, tư duy tiêu tán cũng không thể suy nghĩ nữa. thấy tận hồn của tiểu yêu vương vạn Sơn hoàn toàn yên diệt, tiêu tán đi. lý hạo cũng hơi thở vào nhẹ nhõm. vừa rồi thực sự là không có đuổi kịp, đành phải thi triển phi đoạn. phải nói rằng, phi đoạn có hiệu quả rất tốt, nhưng khi bất ngờ tấn công, khoảng cách tấn công ngự vật của hắn tăng gấp đôi, có thể đạt tới trăm dặm. Lý Hạo triệu hồi Long Tiêu bay đến trước thi thể của tiểu yêu vương Vạn Sơn, cẩn thận quan sát hai mắt, xác nhận hắn đã chết hẳn mới yên tâm. Lúc này, âm thanh rung động bên ngoài càng dữ dội hơn, còn có tiếng gào thét bi phẫn tuyệt vọng của yêu ma truyền đến. Đại yêu bên ngoài thành cũng dùng thần hồn mà dò xét trận chiến ở đây. Thấy tiểu yêu vương thiên tư tuyệt luân này đốt cháy thần hồn, cũng không thể thoát khỏi sự tấn công của thiếu điền kia, liền phát ra tiếng gào thét giận dữ. Vô số yêu ma cũng hưởng ứng theo, mất đi yêu vương, chúng không có chạy trốn, ngược lại càng hung tàn và điên cuồng hơn. Lý Hạo hơi động lòng, dường như những yêu ma này đã là đội quân yêu ma được huấn luyện bài bản, không giống như là đám yêu ma tạm thời ghép lại, một khi thủ lĩnh tử trận, lập tức tan tác như là chim muông, như là một nắm cát rời. Xem ra, thế lực của yêu ma còn khó giải quyết hơn ta tưởng tượng. Lý Hạo tự nhủ, nếu như những yêu ma do yêu vương khác dẫn đầu cũng hung tàn, hung hãn như là tướng sĩ nhân tộc, thì nếu hai bên giao chiến chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc. Lý Hạo không có chậm trễ nữa, ngẩng đầu lên, thần hồn bước ra từ phía sau, bay lên không trung quan sát xung quanh. Rất nhanh, hắn tìm thấy Thẩm Vân Kinh và những người khác trên một tòa thành cùng với những đệ tử bạch điện kia. Mà khi hắn chú ý đến, thì yêu ma bên ngoài thành cũng đã tràn tới. Ngoài ra, ở cửa thành phía tây và phía bắc đã cái yêu ma trèo lên tường thành thân ảnh lý hạo lóe lên chạy đến chỗ thẩm vân khinh và những người khác hắn lại nhìn quanh một lượt trong thành ban đầu ngoài ngưu ma ra ở những nơi khác còn có đại yêu tam bất thủ tấn công gây ra sự phá hoại cực lớn phù thành chủ đã bị sụp đổ nứt toác tuy nhiên lúc này đại yêu ma trong thành đều đã xông ra hào hòa vào đám yêu triều ở bên ngoài Lý Hạo đảo mắt nhìn chung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Lý Vô Song. Hắn lại nhìn Nhậm Thiên Thiên, thấy nàng vẫn còn ở trong luận đạo trường mới yên tâm. Trong cuộc đại chiến với yêu ma như thế này, kế hôn cảnh chẳng khác gì là pháo hôi. Cho dù là cảnh giới tông sư cũng sẽ tử trận, tử vong trong trước mắt. Chương 372 Lý Hạo chạy đến, đáp xuống bên cạnh Thẩm Vân Kinh và những người khác Thấy Lý Hạo chạy tới, mọi người đều sửng sốt, sau đó vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Đại yêu ma, đó thực sự bị ngươi giết rồi sao? Tân hồn của thẩm vân khinh lơ lửng, luôn chú ý đến tình hình xung quanh. Khi Lý Hạo bay tới, hắn liền nhìn về phía chiến trường bắt đầu. Phát hiện ra, tiểu yêu vương Vạn Sơn đã chết không khỏi chấn động. Đó chính là đại yêu ma tam bất thủ cảnh, hơn nữa nghe nói là bất suy cảnh. Tiêu niên trước mắt chỉ mới là thiên nhân cảnh, vậy mà có thể nghịch cảnh và chém giết tam bất thủ cảnh đỉnh cao những đệ tử những đệ tử của bạch điện khác thì cũng đều là thần hồn cảnh lúc này thần hồn của bọn họ đều lơ lửng theo lời của thẩm vân kinh họ cũng chú ý đến chiến trường hỗn loạn bên ngoài luận đạo đài ai ai cũng chấn động đến rồi lý hạo lại nhìn chằm chằm vào đám yêu chiều ở phía trước nói một câu nghe vậy mọi người đều hoàn hồn tỉnh táo lại sắc mặt trở nên ngưng trọng và căng thẳng lý hạo nhìn chăm chú một lúc sau đó bước ra không trung bên ngoài thành đang chờ yêu chiều đến trong cuộc chiến loạn này không biết sẽ có bao nhiêu tướng sĩ tử trận thẩm phân kinh và những người khác thì cũng không thể tránh khỏi hắn không thể chăm sóc hết tất cả mọi người cùng một lúc trừ khi là tiêu diệt chúng đi trước đột nhiên lý hạo nghĩ đến điều gì đó hắn kẽ dừng bước sau đó quay đầu nhìn về phía những khuôn mặt quen thuộc thành lầu lý Dư Tống Nguyệt Giao, Chu Tranh và những người khác thấy Lý Hạo quay đầu lại đều dừng sốt. Trước đây, ta chỉ dạy cho các ngươi hai buổi, sau đó ta đã rời khỏi Thanh Châu. Lý Hạo khẽ nắm chặt thanh long tiêu kiếm trong tay, chậm rãi nói. Bây giờ, nhân cơ hội này, đây chính là buổi học cuối cùng mà ta dạy cho các ngươi. Hãy nhìn cho kỹ đây. Nghe lời của Lý Hạo, đồng, đông đảo đệ tử của Bạch Điện đều sửng sốt, Trước yêu chiều mênh mông này, khi Đại Nhạc Thành đang trong cơn nguy cấp, Lý Hạo lại không quên rằng hắn vẫn còn nợ họ một buổi học. Không đợi mọi người phản ứng lại, Thành lòng tiêu kiếm trong tay Lý Hạo phát ra tiếng ong ong như là băng nứt vỡ, từng luồng kiếm khí tỏa ra quấn quanh cánh tay Lý Hạo. Hải triều sinh Lý Hạo lên thành đạp không như là tiên nhân tuyệt thế, mang theo sự siêu phàm thoát tục và ung dung tự tại Công pháp trong cơ thể của hắn vận hành cực nhanh, cưỡng ép thúc đẩy thất tinh điểm đăng lần thứ ba. Lực lượng tuôn trào trong các đại mạch toàn thân tụ tập vào lòng bàn tay hắn, trong nháy mắt, dường như mọi người đều thấy tiếng chim biển và tiếng biển ở bên tai, nhưng đó là âm thanh giả do kiếm khí tạo ra khi mà sát. Lòng tiêu thoát khỏi tay, đồng thời trên tường thành như có ảo ảnh sóng biển tràn ngập, đó là vô số kiếm khí theo một kiếm này của lý hạo mà tụ lại thành long tiêu kiếm gào thét lao ra hóa thành một con chân long cuồn cuộn gầm thét hình rồng bao quanh mang theo sóng biển ngập trời và với yêu chiều cách đó mười mấy dặm trong nháy mắt sóng kiếm như là sóng biển cuồn cuộn nhấn chìm trong sóng biển long tiêu kiếm như là một con chân long vui vẻ nghịch nước gầm thét rong rổi ở bên trong chớp mắt đã lật đổ và xuyên thủng một mảng xương máu lớn vô số yêu ma chết ngay tại chỗ cảnh tượng kinh hoàng như vậy khiến cho tất cả các tướng sĩ trên đầu thành và đám người thẩm vân kinh đều ngây người chỉ bằng lực lượng của một mình hắn trấn áp một đám yêu ma thanh kiếm này dung hợp với minh nguyệt thăng và hải vô nhai đồng thời kết hợp giữa kiến thuật lạc tuyết ý cảnh sóng triều của tuyết băng sự tinh diệu và trình độ tuyệt học này miễn cưỡng tương đương với kiếm thuật luân hồi vừa lĩnh ngộ nhưng luân hồi là bùng nổ đơn lẻ, còn đây là kiếm triều có phạm vi cực rộng. Những tiếng ầm ầm liên tục vang lên, tiếng nổ tung chấn động khắp nơi, vô số xương máu trong yêu triều nổ tung cuốn theo kiếm triều. Cái hồn cảnh, thần du cảnh, ngay cả thậm chí thập ngũ lý cảnh đều giống như là những hạt cát dưới sự sói mòn của sóng biển, không thể lay động chút nào, cũng không thể ngăn cản bị tàn sát một cách đơn phương. Chỉ có một số yêu ma thiên nhân cảnh đang khó khăn chống đỡ bên trong, thi triển yêu thật và linh bảo miễn cưỡng bảo vệ được bản thân. Nhưng theo sự rửa tội của kiến triều, ngày càng có nhiều yêu ma tử vong, khiến cho không ít kiếm khí có thể dung hợp với nhau tập trung tấn công một số đại yêu. Ngoài ra, những luồng kiếm khí khổng lồ ngưng tụ này dần dần hiện ra nhưng võ cảnh tục sự khác nhau. Tinh Nguyệt Hoa điểu Lạc Diệp hù lạn phong lợi tấn diệp rất nhiều ý cảnh tông sư xuất hiện trong kiếm triều nhưng như là từng đợt sóng dâng lên vỗ mạnh vào yêu triều thẩm vân kinh và những người khác co đồng tử lại mở to mắt triệu thông nguyên vội vàng nói nhanh nhìn cho kỹ đi đông đảo đệ tử bạch điện đều mở to mắt hết cỡ ngoài sự chấn động họ cũng muốn xem thanh kiếm này ra đời như thế nào làm sao có thể tạo ra khí thế và cảnh tượng bao trùm cả thiên địa này Đừng nhìn kiếm chiều, Các người không có hiểu được đâu Hắn dạy không phải là chiêu Mà là đạo Là kiếm đạo Tầm Vân Kinh cũng lớn tiếng kêu lên Vẻ mặt kích động Bà thân hắn cũng đang căng thẳng và nhìn chầm chầm Cố gắng nghi nhớ những kiếm ý đó Chương 373 Lý Tiền Cương Hắn đã đánh bại người khi tôi còn trẻ Đây chính là võ cảnh tông sư Mà hắn linh ngộ sao Sao lại có thể bao hàm nhiều thứ như vậy Tô Diệp Họa nhìn ngay người Cảm thấy có chút khó tin Tâm thần phiêu du Bị vô số ngọn sóng kiếm Chiều kia thu hút Mỗi ngọn sóng đều là một con đường võ đạo của Tông Sư Trên đầu thành cũng không thiếu Tông Sư Trong đó có cả Tông Sư Bạch Xuân Hải Đã từng bại dưới tay Lý Hạo trước đó Đệ tử của hắn cũng ở đây Lúc này đều ngây người nhìn cảnh tượng này Thiếu niên vi phạm kia Chỉ đứng yên ở đó nhưng lại có uy thế bình tĩnh của vạn người không địch nổi. Kiếm chiều cuồn cuộn kia càng thêm kinh người, chưa từng thấy bao giờ. Nhanh, ngươi mau nhìn kỹ đi. Bạch Xuân Hải phản ứng lại, vội vàng nói với nam đệ tử khôi ngô đằng sau. Nam tử khôi ngô đang ngây người như phỗng, hoàn toàn đắm chìm vào trong kiếm ý của những ngọn sóng dữ dội kia. Đây, đây chính là cực hạn của cảnh giới tông sư sao? Bạch Xuân Hải lầm bầm, đột nhiên nghĩ đến bức tranh mà thiếu niên kia đến mùa trước đó. Nếu lần này có thể sống sót, thì có gì mà đáng tiếc mà phải từ bỏ những thứ yêu thích chứ? Bên ngoài thành, lúc này yêu chiều đã vô cùng thảm khốc. Những ngọn sóng cuồn cuộn kia đã ngăn chặn chúng, cách thành mười dặm, không thể tiến thêm được bước. Đại quân yêu ma xung phong phía trước đều trở thành những bộ xương nhốm máu, thân thể bị đâm thủng, có những vết thương cực nhỏ nhưng lại chí mạng. Trong yêu chiều, có một con yêu ma tam bất thủ dẫn đầu Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc Không thể tưởng tượng Được đây là một đoàn tấn công Mà là một tông sư nhân tộc có thể tung ra Để duy trì phạm vi tấn công Của một lượng lớn kiếm khí như vậy Chỉ xét riêng về sức lực Thì không thể cung ứng đủ Trừ khi đạt đến bất truy cảnh Chết tiệt Ánh mắt nó dữ tận và căm hận Tiểu yêu vương đã tử vong Nó không thể dễ dàng rút lui được Sống lên nó gào thét xông ra hung hăng lao về phía thanh thần kiếm hóa thành chân long kia cùng lúc đó Lòng tiêu cũng phát hiện ra con yêu ma tam bất thủ cảnh này nó phát ra tiếng ong ong từ trong đám yêu ma bay lên trời sau đó nhanh chóng chém giết đối phương ma trạch phúc tiên con đại yêu ma kia gào thét toàn thân tỏa ra vô số ánh trắng đen mặt đất dưới chân nó mục nát biến thành một vũng lầy Bên trong vươn ra một con rồng được tạo lên từ bùn đất lao về phía Long Tiêu. Âm một tiếng, thần quang rực rỡ bùng nổ từ Long Tiêu như là một tiếng chuông cảnh tình chém đứt con rồng bùn đó. Trong nháy mắt, đâm thủng cơ thể con đại yêu ma. Vô số bùn đất bị kiếm khí sóng chiều cuốn trôi nhấn chìm ngay lập tức. Con đại yêu ma hoảng sợ, nó không phải là bất hoại cảnh, nhục thân không mạnh đến vậy. Thần kiếm này lại sắc bén đến mức đáng sợ. Trong lòng của nó tuy căm hận nhưng do đây dục vọng cầu sinh trối dậy nó chọn cách chạy trốn long tiêu đuổi theo nhưng rất nhanh đã biến mất chưa kịp để con đại yêu ma này nghi ngờ thì đột nhiên một tiếng rồng ngầm lao về từ phía sau như là một con rồng khổng lồ nhảy ra khỏi chiều kiếm hung hăng cắn xé vào người nó đập nát nhục thân của nó vô số kiếm khí quét sạch trong nháy mắt đã chém nát cơ thể của nó thần hồn hiện ra từ bên trong không có chỗ ẩn núp nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, đốt cháy tần hồn, chạy về phía xa, nhưng bị Long Tiêu kiếm quật đuôi, trực tiếp đánh cho tàn biến. Giải quyết xong con đại yêu ma này, Long Tiêu lại quay trở lại yêu chiều tiếp tục gào thét giết chóc, chém giết vô số yêu ma. Chỉ trong chốc lát, yêu chiều mênh mông đã bị đánh cho tơi bời, chỉ còn lại vài chục con. Cuối cùng chúng cũng tỉnh táo lại, chọn cách bỏ chạy thục mạng. Long Tiêu đuổi theo trong phạm vi trăm dặm đều là khoảng cách tấn công của lý hạo kiếm chiều biến mất nhưng lòng tiêu lại như là một cây phi châm màu vàng xuyên qua đám yêu ma còn lại trong nháy mắt đã giết chết toàn bộ không còn một con nào thoát thân nhưng những người trên đầu thành trước đó đã căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón quân địch đều như là bùng nổ khỏi tình giấc mơ cảm thấy như là một ảo giác tình cảnh tuyệt vọng như vậy lại bị một người một kiếm đảo ngược không thể tin nổi tiếng vù vù phá công bay tới như là một đạo thần quang màu vàng nhanh chóng quay trở lại từ cách đó mấy chục dặm rơi vào tay lý hạo sắc mặt lý hạo hơi tái nhợt chỉ dựa vào một bình hắn giết chết rất nhiều yêu ma hắn cũng phải tiêu hao cực lớn lúc trước ở bên ngoài thành thương vũ hắn cũng chỉ dựa vào bản thân mà giết chết nhiều yêu ma so với số lượng ngày hôm nay thì cũng tương đương nhưng lúc trước đó hắn giao chiến với tiểu yêu vương vạn sơn đã tiêu hào rất nhiều mà chất lượng của yêu triều này cũng mạnh hơn nhiều so với ở thành thương vũ dường như những con thập ngũ lý cảnh trong yêu triều chỉ là tiểu lĩnh đội của đám yêu ma còn có bảy tám con yêu ma thiên nhân cảnh và con đại yêu tam bất thủ kia đều có thể dễ dàng tàn sát một tòa thành trì bình thường lý hào hơi điều hòa hơi thở quay đầu nhìn tô diệp họa đệ tử bạch điện và những người khác đằng sau Hắn đang cố gắng thể hiện hết sức Có thể học được bao nhiêu Nhớ được bao nhiêu Thì phải xem ngộ tính của bọn họ Chương 374 Ta đi xem nơi khác Lý Hạo nói Sau đó hắn bước ra Tiến về cổng thành ở hướng khác Tần hồn hiện ra từ sau lưng hắn Quan sát thiên địa Lý Hạo nhìn thấy Trên ba bức tường thành khác Yêu chiều đã kéo đến Nổ ra cuộc chiến hỗn loạn hắn lập tức ngự kiếm bay ra xông vào đám yêu ma hỗn chiến nhưng lần này hắn không còn sức lực để thi triển kiếm khí sóng chiều nữa chỉ có thể dựa vào độ sắc bén của long tiêu kiếm mười lực lượng, lượng ngự vật của hắn nhanh chóng xuyên qua mà chém giết mặc dù như vậy với sự tham gia của long tiêu kiếm áp lực của những người thủ thành trên bức tường thành phía tây cũng nhanh chóng giảm đi rất nhiều không ít tông sư sắp bị yêu ma bao vây loạn công mà giết chết nhưng thanh thần kiếm màu vàng bay tới nhanh chóng một vòng một vòng lại chém giết toàn bộ yêu ma giải cứu bọn họ những tông sư này nhận ra thanh kiếm đó sắc mặt đều thay đổi vô thức nhìn xung quanh thấy lý hạo đang kéo thân thể mệt mỏi từ xa bay tới trước đó khi luận đạo tông sư 9 phần mười tông sư đều lên đài giao thủ với lý hạo bọn họ không có ác ý với thiếu điện này vừa là quan hệ do vô lượng sơn dẫn dắt cũng muốn mượn một hài tử mà để soi chiếu khuyết điểm của bản thân dù như là thế nào thì hành động của bọn họ cũng đứng về phía vô lượng sơn không ngờ rằng giờ đây thiếu niên này lại đối xử bình đẳng nguyện ý ra tay cứu giúp những thông sư tỏ ra ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên kia thật sâu sau khi ổn định thân thể lại nữa xông vào yêu triều tiếp ứng những người khác không lâu sau thế công của yêu triều trên bức tường thành phía tây cũng được giảm bớt sau đó mọi người hợp sức phối hợp với Lý Hạo chém giết toàn bộ. Đợi đến khi nguy cơ ở phía Tây Thành chỉ được giải trừ, Lý Hạo lại tiếp tục ngự kiếm tiến về phía Bắc. Công thành ở đây đã bị phá công. Có yêu ma giết vào trong thành, Long tự Kiếm cực tốc lướt qua, nhanh chóng giết chết những yêu ma ít ỏi vượt qua tuyến phòng thủ sông vào. Trong thành này, sau đó kiếm quang lướt vào trong đám yêu ma như là cắt rau thái dưa, dựa vào độ sắc bén và uy lực của bản thân long tiêu kiếm lý hạo chỉ cần cung cấp một chút lực lượng ngự vật là sự làm sức đầy là có thể gây sát thương cực khủng khiếp giờ đây hắn đã gần như cạn kiệt sức lực khá là mệt mỏi nếu không có long tiêu kiếm đổi lại như là thanh trừ nhà kiếm mà trước đó hắn đã tự mài ra kia thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều phải nói rằng thanh thần binh này vô cùng đáng sợ nếu rơi vào tay cường giả trong cuộc chiến thủ thành thế này nó chẳng khác gì vũ khí chiến tranh siêu cấp lý hạ cùng với cả hách liên gia và một tam bất thủ cảnh khác kiềm chế mấy con đại yêu tam bất thủ trong yêu triều lý Hạo chỉ phối hợp với những người khác giải quyết những yêu ma còn lại còn quân thủ thành ở cổng thành phía tây và phía đông trước đó được lý Hạo giải phóng cũng kéo đến mà tiếp ứng tình thế nhanh chóng đảo ngược yêu triều không thể xoay chuyển được thế bại Lý Hạo quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào, thi thể của tiểu yêu vương Vạn Sơn đã biến mất, không biết bị yêu ma nào thừa cơ lẻn vào lấy trộm. Hắn lắc lắc đầu, hơi tiếc nuối, nhưng tình huống đặc biệt của hắn, lấy được thi thể và bảo huyết của đối phương cũng là vô dụng, chỉ cần một thanh kiếm trong tay là đủ. Sau khi yêu họa dần dần lắng xuống, Lý Hạo cũng thu thanh kiếm lại, tiện tay mà ném ra. Lòng tiêu kiếm bay vút lên, rơi xuống luận đạo đài cách đó mười mấy dặm như là lá thu rơi, nhập vào trong vỏ kiếm trong lòng nhậm thiên thiên nhậm thiên thiên nhìn thấy thần kiếm vào vỏ âm thầm thở phào nhẹ nhõm biết lý hạo không sao nàng ở đây không thể dò xét tình hình ở bên ngoài được dù sao là chưa tả tới thần du cảnh hồn tướng không thể đi qua quá xa lý hạo lơ lửng giữa không trung ngẩng đầu nhìn chung quanh yêu khí hắc vụ tích tụ ở trước đó giờ đã biến mất không biết phong lão thắng bại ra sao trong lòng lý hảo có chút lo lắng nhưng nghĩ đến tuyệt học của phong lão chiến lực thực chiến có lẽ là không mạnh lắm nhưng về năng lực chạy trốn ngay cả nhị gia cũng không đuổi kịp yêu ma kia hẳn là không thể làm cho hắn bị thương trong lúc lý hảo chờ đợi suy nghĩ một tiếng cười khẽ đột nhiên chuyển đến ê hey, tiểu tử bảo ngươi chống đỡ một khắc ngươi lại giỏi lắm chém chết cả cái tiểu yêu vương kia lý hảo quay đầu nhìn sang thì thấy một thân ảnh giản dị xuất hiện sau lưng. Lúc này áo bào có chút tách dưới, vạt áo còn dính chút máu, nhưng lại như là không phải của hắn. Lý Hạo thở vào chạy nhõm lập tức nói, Yêu ma kia đâu rồi? Chạy rồi! Mặc dù ta có thể đuổi theo, nhưng thế thì sẽ rời khỏi đây, đuổi đến bên cạnh thì không có chắc được. Phong Ba Bình tùy ý nói, Người không sao là tốt rồi. Lý Hạo cười đáp, không để tâm tới sự sống chết của yêu vương kia. Hôm nay không giết thì tương lai sẽ giết thì cũng như vậy. Cho hắn thời gian, chỉ cần ngày tháng sau này hắn có thể giải quyết. Ê, cái tiểu tử ngươi còn lo lắng cho ta sao? Ngươi giết chết tiểu yêu vương đó rồi cái kìa. Khiến cho tên yêu vương lộ ra sơ hở vì ta đánh cho trọng thương Nếu không thì nó sẽ phát điên Mà lao đến mà giết người đấy Phong Ba Bình cười nói Chỉ vài ba câu Lý Hạo có thể tưởng tượng ra cảnh giao chiến của phong lão khi mình vừa giao chiến cũng kịch liệt đến mức nào. Chương 375 Nghe cách gọi của tiểu yêu vương kia, yêu vương kia hẳn là thuộc phe của yêu vương Vạn Sơn. Không ngờ trong Vạn Sơn lại có hai đại yêu vương, xem ra có vài tin tình báo không có chuẩn lắm. Lý Hạo nói, Phong Ba Bình rồi khẽ gật đầu, nếu yêu vương không có lộ diện thì cố ý ẩn núp thì không có dễ dàng phát hiện ra được đâu nói đến đây sau đó hắn nhìn lý hạo này trượt con người cũng phải nhanh chóng mà nâng cao thực lực đi nửa năm sau có thể sẽ có một trận phiền phức đấy lý hạo hơi sửng sốt lập tức hiểu được ý tứ trong lời của phong lão ánh mắt trở nên nghiêm trọng hôm nay giết chết tiểu yêu vương kia chắc chắn tin tức sẽ truyền đến tay của yêu ma kia bị yêu vương vạn sơn kia biết được nếu như trước đây chỉ có yêu vương vạn sơn được phong lão bảo vệ thì không sợ nhưng hiện tại lại có hai yêu vương đợi nửa năm sau tống thu mặc rời đi chắc hẳn đối phương sẽ chọn thời điểm đó mà để tấn công để đối phương điên cuồng hơn có khả năng sẽ ra tay trong những ngày gần đây bất kể là trường hợp nào thì cũng đã là kết thù với yêu vương vạn sơn kia nửa năm sau lý hạo thở dài nếu như từ bỏ việc theo đuổi cảnh giới tông sư thì trong nửa năm hắn toàn tâm lĩnh ngộ có thể khiến cho đạo tâm nhập linh mượn đó mà bào tiến vào tam bất thủ thậm chí là tứ lập cảnh nhưng bỏ lỡ cảnh giới tông sư muốn quay lại mà ngưng luyện thì đạo tâm đã khuyết có có thể đạt được thành tựu thêm nữa thân ảnh của phong lão lại biến mất núp vào trong bóng tối lý hạo cũng trở về luận đạo đài nhóm đón cho nhậm thiên thiên thiếu ra người không có sao chứ nhậm thiên thiên nhìn thấy lý hạo vội vàng quan tâm hỏi sắc mặt lý hạo hơi tái nhợt đồng không được tươi tắn sự hao tổn mà trước đó hắn dùng thể phách mà để áp chế giờ đây đã dần dần phản ứng lại dù sao thì trước sau hắn cũng phải trải qua sự khiêu chiến liên tiếp của các tông sư thiên hạ lại giết chết tiểu yêu vương tam bất đủ đỉnh phong lại giết gần 10 vạn yêu triều tiêu hào quá lớn không sao nghỉ ngơi một chút là được lý hạo an ủi nhậm thiên thiên một câu rồi ngồi xuống đến mà điều tức. Không lâu sau, các tông sư lần lượt trở về, bọn họ nhìn thấy Lý Hạo đang nghỉ ngơi ở đây, sắc mặt nghiêm lại. Trong số đó có không ít người lần lượt đến cảm ơn, đều là những người được Lý Hạo tiếp ứng cứu giúp. Lý Hạo không màng hiểm khích mà ra tay giúp đỡ, khiến cho bọn họ vô cùng kính nể thiếu niên này, trong lòng nảy sinh sự kính trọng và cảm phục. Ngoài thiên tư tuyệt trần, thì tâm tính của thiếu niên cũng khiến cho người ta tâm khục. Các tông sư còn lại cũng nghe nói đến việc Lý Hạo một mình thủ một mặt tường thành tiêu diệt 10 vạn yêu ma lại chuyển chiến tiếp ứng các chiến trường khác ai cũng đều đánh giá thiếu đến này về ánh mắt phức tạp thiên kiêu đương thời ngay cả nhân vật hư cấu trong chuyện dân gian muốn viết đến trình độ của thiếu niên trước mắt e rằng cũng không có dám mà hạ bút lý công tử những lời xúc phạm trước đó mong người thứ lỗi cảm ơn người không có chấp nhận Chu Hải Đường tiến lên Hơi cúi người với Lý Hạo Đối với Tông Sư mà nói Đây đã là lễ nghi lớn nhất rồi Lý Hạo hơi nhíu mày Hẳn lạnh nhạt đáp Ta không có họ Lý Đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa Ta là họ cơ Nghe lời của thiếu niên nói Mọi người đều hơi sửng sốt Sau đó liền nghĩ đến trận đại chiến Thạch Thanh Châu Gây chấn động bấy lâu Sắc mặt hơi đổi Lúc này mới nhớ ra Thiếu niên thiên tư như là tiên này trước mắt đã đoạn tuyệt quan hệ với Lý Gia. Chỉ là trước đây bọn họ đều cho rằng hắn là chỉ nhất thời nóng giận. Để đến khi thiếu niên va vấp ở bên ngoài, gặp phải trở ngại và khó khăn, tự nhiên sẽ hiểu được sự che chở của phủ thần tướng dành cho hắn. Đến lúc đó, vẫn sẽ lựa chọn quay đầu. Nhưng bây giờ xem ra, thiếu niên này đã không còn là chim trong lòng nữa. Dù hai chữ thiên tài mà để hình dung đã có phần không chính xác hắn rõ ràng là cường giả nhất lưu có thể một mình chém giết đại yêu ma tông sư vô địch chém giết tiểu yêu vương chỉ hai điểm này thôi đã đủ để chứng minh hắn không cần bất kỳ sự che chở nào có thể độc lập chống đỡ một vương trong lúc nhất thời mọi người đều im lặng không nói diễn biến và nguyên nhân của trận chiến đại chiến đó bọn họ cũng không biết rõ nhưng chuyện hôm nay lại chính là tận mắt chứng kiến bọn họ không dám tưởng tượng rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cho Lý Gia đối xử với một thiên kiêu tuyệt thế như vậy. Đến mức khiến cho hắn phải bỏ họ mà rời khỏi nhà. Chú Hải Đường hơi sừng sốt, có chút ngượng ngùng, chắp tay gật đầu, tránh nói đến chuyện đó. Sau này nếu có cần, người có thể viết thư đến thiết kiếm phòng. Lê Hoa Môn bất cứ lúc nào, ân tình này ta ghi nhớ. Lý Hảo khẽ gật đầu, coi như là nhận lời. Mặc dù hắn chưa đã là dùng đến những chuyện tương lai Thì không ai có thể nói trước được Các tổng sư khác cũng lần lượt tiến lên cảm ơn Lý Hạo Chỉ là về cách xưng hô Phần lớn đều tránh đi Nếu như Lý Hạo không thích gọi là họ Lý Bọn họ liền gọi thẳng là Hạo Công Tử Còn họ cơ Bọn họ cũng không có dám gọi Nếu không chuyện này truyền đến Phủ Thần Tướng Hẳn sẽ liền lị đến bọn họ Hạo Công Tử Trước đó người muốn bức họa kia Lão Phù đã cân nhắc rồi nguyên ý tặng miễn phí cho người Không biết người còn cần không Chương 376 Bạch Xuân Hải dẫn theo đồ đệ của mình tiến lên Mỉm cười nói Đồ đệ của hắn là một nam tử khôi ngô Nhìn thiếu niên đang ngồi uy nghiêm Tâm trạng bất an vội vàng nói Trước đó là ta có mắt không chồng Xin người thứ lỗi Nói xong hắn cúi đầu thật thấp Tông sư không thể nhục Dễ dàng máu chảy thành sông Nhưng Lý Hạo không có để bụng chuyện của đối phương Mềm cười với Bạch Xuân Hải Nếu đã vậy ta cũng xin cảm ơn Thấy Lý Hạo đồng ý Bạch Xuân Hải cũng có cảm giác vui mừng khó hiểu Trên mặt cũng lộ ra nụ cười Nếu là trước đây Ai muốn xin tranh của hắn Chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt Nhưng thiếu niên này là ngoại lệ Bên ngoài đám người Lý Vô Song đã phát tín hiệu Lệnh thủ thành kết thúc Nàng cũng rút đuôi khỏi chiến trường những lời của Lý Hạo vừa nói, nàng đều nghe thấy, sắc mặt vô cùng phức tạp, nắm chặt thanh kiếm trong tay, cắn chặt môi dưới. Vậy mà vị đường đệ này thật sự là muốn thoát ly khỏi Lý Gia, nói ra ở nơi đông người như vậy chắc chắn sẽ lại truyền ra ngoài. Nếu như tương lai đứa Vương thật sự đoạn tuyệt hoàn toàn, vậy thì nàng và Lý Hạo còn có thể coi là đường tỷ đường đệ sao? Trong lòng của nàng cảm thấy đau đớn một cách có hiểu. Không lâu sau, Lý Hạo nhận ra được bức danh họa mà Bạch Xuân Hải gửi đến, hắn nhìn lướt qua, đương nhiên sẽ không thu nhận trước mặt mọi người mà là giao cho Nhậm Thiên Thiên cầm. Sau đó, hắn chấp tay cáo biệt những tông sư kia, rồi nhấc chân mang theo Nhậm Thiên Thiên rời khỏi Luận Đạo Trường, đi ra khỏi Đại Nhạc Thành. Mục đích đến đây đã đạt được, tiện thể còn tiến hành một trận luận đạo cũng thu hoạch không ít, Lý Hạo cũng phải quay về thiên môn quan rồi. Ra khỏi thành, Lý Hạo nhìn thấy ở xa xa có một quân đội thiết kỵ đang cuộn cuộn kéo đến. Trong đó thấy cờ, giữ cờ sĩ chữ huyền tung bay, hắn ra tín hiệu cầu cứu mà vị đường tỷ kia phát ra đây. Triệu hoán vị ngô bá kỳ đến. Chỉ là doanh trại mà đối phương chấn giữ cách đây khá xa, không đến nhanh như vậy được. Lý Hạo không có ý định chào hỏi đối phương, từ một nơi khác trên không trung mang theo nhậm thiên thiên lặng lẽ mà bay đi. Đại Nhạc Thành suýt nữa thì thất thủ, tiểu yêu vương Vạn Sơn dẫn đại yêu ma tập kích, xuất hiện yêu vương tứ lập cảnh ra tay, bị cường giả bí ẩn đánh lui. Tin tức này truyền khắp các châu, còn quân báo chi tiết hơn thì nhanh chóng truyền đến Đại Vũ Châu, Hoàng Thành Thánh Đô. Đồng thời, một quân báo khác vượt qua ngàn sơn vạn thủy truyền đến Thanh Châu, truyền đến phủ thần tướng Thiên Nguyên. Trong đại diện nghị sự của phủ, Lý Thiên Cương triệu tập gia thần trong phủ các phu nhân các viện cùng với lý mục hưu ở đây bàn bạc công việc trên bàn là một bức họa đồ sộ về sơn hà lương châu nhiều mật báo nhận được trước đó lý thiên cường cũng lấy ra tình hình lương châu so với tưởng tượng của mọi người còn bi quan hơn trong đó sắc mặt của cao canh canh là khó còi nhất cũng nghiêm trọng nhất bởi vì phu quân của nàng là lý huyền lễ hiện đang chấn giữ ở lương châu Chín nhì làng của Lý Gia đã chết 6 người, nàng rất lo lắng phu quân của mình sẽ trở thành người thứ bảy từ trận. Sau khi Lý Uyển Lễ được lệnh xuất trình đến Lương Châu, những ngày này nàng chưa từng ngủ ngon, đều tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Trong mơ nàng thấy mình xuất hiện ở linh đường, tham gia tang lễ của những người khác trước đây. Nhưng khi mở nắp quan tài ra, lại thấy người nằm ở bên trong chính là khuôn mặt trắng bạch của phu quân mình. Nàng đã nhiều lần kinh hoàng mà hét lên rồi tỉnh lại nước mắt đều thấm ướt tóc mai. Lý Thiên Cương chỉ vào bản đồ thảo luận về chiến lược, tung tích của yêu ma, cũng chui đến sắc mặt bất an của vị ngũ tẩu này, trong lòng thầm thở dài. Hắn còn căng thẳng hơn cả đối phương, cũng không muốn ngũ ca xảy ra chuyện gì. Trong lúc trò chuyện, quân báo từ Lương Châu chuyển đến. Nghe nói là từ Lương Châu, mọi người đều nhìn về phía đó. Nhưng quân báo đầu tiên được giao vào tay của Lý Thiên Cương, lòng hắn cũng trùng xuống, nhanh chóng mở ra, Rõ ràng quân báo có đến ba phần Hắn xem nhanh từng phần từng phần Cẩn thận mà nhanh chóng Phần quân báo đầu tiên Nói về tình hình yêu ma Do la được ở bên ngoài Lương Châu Phần quân báo thứ hai Chính là luận đạo của các tông sư Trong Đại Nhạc Thành Phần quân báo thứ ba Chính là chi tiết về việc Đại Nhạc Thành Bị yêu ma tập kích Lý Thiên Cường xem xong quân báo Đầu tiên thì nhíu mày Đến khi xem quân báo thứ hai Thì hơi mở to mắt đến khi xem quân báo thứ ba thì chân mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc thấy sắc mặt lý thiên cương thay đổi những người khác đều căng thẳng thiên cương tình hình thế nào lý mục Kiêu nhíu mày hỏi mặc dù hiện tại hắn rất không thích đối phương nhưng chuyện lớn như vậy hắn có thể sẽ ra mặt bất cứ lúc nào muốn tri viện lương châu cũng cần phải hiểu rõ tình hình lý thiên cương cầm quân báo hồi lâu không nọ nói đợi đến khi những người khác đều quan tâm hỏi hắn hắn mới đưa ra quần báo cho bọn họ tự xem. Cao Khanh Khanh xem một cách nhanh chóng, đợi đến khi thấy trong quần báo không ghi chép chuyện mà nàng lo lắng sợ hãi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức bị thông tin bên trong làm cho chấn động đến mất cả tiếng. Chương 377 Cái gì? Hạo Nhi, Hạo Nhi đã tham gia đại hội tông sư sao? ấy sao có thể, hắn đánh bại sư huynh của Lý Cản Phong Tần vô quyết kia chính là yêu nghiệt chấn áp bản cản long 3 năm Trong khoảng thời gian này Có thể coi là đệ nhất đại vũ Ở à, hơn nữa còn luận chiến với các tông sư thiên hạ Toàn bộ đều đánh bại sao Không phải hạo nhi mới bước vào thiên nhân cảnh sao Sao có thể mà đánh bại được cả tông sư kia chứ Mọi người thấy tin tức đại hội tông sư kia Đều chấn động Không nhìn được mà phát ra tiếng kinh hồ Lý Mục Hiêu xem xong Trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng Trong mắt bùng lên ánh sáng liên tục nói Giỏi, giỏi lắm." Hắn cười lớn, lúc này là lúc hắn thoải mái vui vẻ nhất trong những ngày qua. Tên tiểu tử thối kia, quả thật luôn khiến cho người ta kinh hỉ. Lý Mục Kiêu cười đến nỗi không khép được miệng, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, với tốc độ trưởng thành đáng sợ của Lý Hạo. Trước đây đã từng thấy rồi, nhưng dường như hiện tại còn nhanh hơn. Trước đây là hài tử kia, chỉ là lo chơi bời, bây giờ cuối cùng cũng vì tức giận mà quyết tâm tu luyện rồi sao? Đây chính là tốc độ tu luyện thực sự của hắn Lý Mục Hiêu cười sảng khoái Nhìn về phía Lý Thiên Cương Đợi đến khi thấy dáng vẻ im lặng không nói của đối phương Hắn khẽ cười lạnh một tiếng nói Lý Thiên Cương Đệ tử chân truyền của Phật chủ Tần Vô Khuyết 19 tuổi đã bước vào thiên nhân cảnh Từ chất cực cao Năm đó Người cũng là 19 tuổi mới bước vào thiên nhân cảnh phải không Hảo Nhi Hắn đã đánh bại người lúc còn trẻ đó hơn nữa là chỉ có dùng một ngón tay thôi Nghe lời Lý Mục Kiêu Những người khác hơi thay đổi sắc mặt Có người nhìn Lý Thiên Cương Có người lại cúi đầu không nói Lý Thiên Cương đối mặt với lời chế giễu của Lý Mục Kiêu Không có phản ứng gì Chỉ im lặng Lý Mục Kiêu thấy dáng vẻ của hắn Ngược lại có chút ngoài ý muốn Con tưởng rằng lời mình nói sẽ khiến cho đối phương nổi trận đôi đình Có phải là hối hận rồi hay không Trong lòng của hắn ghét động Đột nhiên nghe lời của hạ kiếm lan nhị thúc thúc hãy xem lại bức thư mà huyền lễ gửi đi lý Mộc kiêu kinh ngạc nhìn hạ kiếm lan thấy biểu cảm của nàng có chút kỳ lạ lập tức nhanh chóng mở quân báo ra rất nhanh đồng tử của hắn hơi co lại đáy mắt lộ ra một tiệc kinh hãi tên tiểu tử thối đó vậy mà chém giết chết ba tên đại yêu ma lý mộc kiêu tự thấy mình đã hiểu rõ lý hạo rồi nhưng bây giờ tốc độ tiến bộ của tiểu tử này vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn hay nói cách khác, một lần nữa phá vỡ giới hạn thiên tài của đại vũ thần triều. Đánh bại hết thảy tông sư thiên hạ đã đủ khoa trương rồi, vậy mà còn có thể giết chết tam bất thủ Vậy mà tiểu yêu vương cảnh giới bất duy. Nếu không phải trên tin tức ghi rõ có rất nhiều tông sư chứng kiến, Lý Mục Kiêu còn nghi ngờ đó là tin tức sai. Môi của Lý Mục Kiêu hơi run rẩy lúc này trong lòng kích động hơn bất kỳ ai Hắn như có thể nhìn thấy Lý Gia sắp đón chào cười kỳ huy hoàng nhất Chỉ là Rất nhanh ánh mắt của hắn lại ảm đạm xuống Trong lòng đau đớn Quay đầu nhìn về Lý Thiên Cương với vẻ tức giận dáng vẻ im lặng không nói của đối phương Hắn vừa mới tức vừa buồn cười Nhưng nhiều hơn chính là vì ai Trách Lý Trách cứ Lý Thiên Cương Đã không còn ý nghĩa gì nữa Hắn không biết hai từ đó còn quay lại được hay không Long tiêu kiếm Nghe nói thanh kiếm đó ở trong kho báu hoàng tộc Vậy mà bây giờ lại ở trong tay Hạo Nhi Là do Vũ Hoàng ban tặng sao Chuyện này xảy ra từ khi nào Cao Khanh Khanh cầm phong thư Tự lẩm bẩm nói Nghe vậy Trần Hạ Phương ngồi bên cạnh Hơi sừng sốt Lập tức nghĩ đến thành Vĩnh Dạ kia Nếu lúc này Vĩnh Dạ ở trong tay hải tử đó Chắc chắn sẽ theo hắn nổi danh thiên hạ Nhưng bây giờ Vĩnh Dạ lại đang ngủ say ở đây giống như tiểu kiều lặng lẽ nằm trong phủ bụi trong bóng tối đại điện nghị sự rơi vào tĩnh lặng mọi người đều im lặng không nói tiêu hóa những tin tức này không ai ngờ rằng hai tử vừa mới rời khỏi phủ thần tướng không lâu vậy mà chỉ trong chớp mắt đã tự mình chấn động cả thiên hạ lúc trước lý thiên cường mắng thiếu điên kia là nhờ vào danh tiếng của phủ thần tướng mặc dù bọn họ không có gì nhưng có phải trong lòng cũng có chút công nhận hay không Mỗi người có mặt ở đây đều tắm mình trong vinh quang, ngàn năm. Nhưng quan chức cấp cao hơn, đối mặt với họ thì cũng phải khách giáo. Chẳng phải là vì tòa phủ thân tướng sau lưng bọn họ sao? Nhưng bây giờ, thứ mọi người chú ý đến không còn là thân phận của thiếu điền kia nữa, mà là thiên tư khoa trương yêu nghiệt đến cực điểm của hắn. Thiên Cương, sao người không nói gì? Lý Mục Hiêu nhìn về Lý Thiên Cương đang im lặng nói, nếu người hối hận rồi Bây giờ đến tiền một quan mà nhận lỗi với Nhi Tử vẫn còn kịp Đừng đợi đến khi 3 năm trôi qua Đến lúc đó Mọi thứ đều trở thành lời nói xuồng đấy Nghe lời của Nhị Thúc Rất nhiều phu nhân đều hơi sửng sốt Không khỏi nhìn về phía Lý Thiên Cương Ánh mắt Lý Thiên Cương dần dần lấy lại tinh thần Hắn nhìn Lý Mộc Hiêu Thấy đáy mắt của đối phương ẩn chứa sự tức giận Khóe miệng của hắn ghé giật giật Nhị Thúc Thế tư của hai tử đó Thúc cũng đã thấy rồi đấy Nhưng hành vi của hắn Thúc có công nhận không Cái gì Trường 378 Cho một bậc thang nếu Mục Hiêu cao mày Ý người là sao Đàn áp Phật tử trước mặt mọi người Khiến cho vô lượng sơn mất hết thể diện Kết thù với Phật chủ Lại còn đàn áp các tông sư thiền hạ Này có bao nhiêu thế lực Có bao nhiêu nhân mạch Hắn có thể chọc giận bao nhiêu người Lý Mục Hiêu tức giận nói Chẳng lẽ để cho người ta bắt nạt đến tận đầu sao Ngươi thì sợ cái gì Lý Thiên Cường khẽ lắc đầu Sợ Nhị Thúc Năm đó Thúc thua phụ thân ta Thất bại trong cuộc cạnh tranh chân Long Sự lựa chọn của Gia Gia là đúng Ý thức đại cục của Thúc vẫn thực sự không có đủ Ngươi đang chạy dỗ ta Ánh mắt của Lý Mục Kiêu tràn đầy hàn ý và lừa giận Lý Thiên Cương bình tĩnh nhìn hắn Lý ra chúng ta ngoài việc kính trọng hoàng tộc thì không cần phải sợ bất kỳ ai. Vô lượng sơn đó là ngấm ngầm nhúng tay vào chuyện nhà của chúng ta. Món nợ này ta vẫn chưa có tính đâu. Các tông sư thiên hạ nhiều thế lực dưới võ ngựa của pháp tự doanh và doanh nguyên tự của ta thì có là cái gì? Ai dám ở phủ thân tướng của ta mà nói nhiều lời? Lý Bộ Kiêu lạnh lùng nói. Vậy thì lời của ngươi nói là có ý gì? Lý Thiên Cường nói. Ta đã đói, thiên tư của Hạo Nhi đã đủ rồi. Ta chưa bao giờ thích tư chất của hắn kém, nhưng cách hành xử của hắn thì quá cực đoan và điên cuồng. Hắn còn nhỏ, nhiều chuyện ta đều có thể thông cảm, nhưng thông cảm không có nghĩa là nuông chiều và dung túng, nếu không thì chẳng phải sẽ giống như các người sao. Nếu không nghe được lửa lời chỉ trích, thì hắn có thể làm lên trò chống gì. Nói về chuyện lần này đi. Hắn cầm lấy phong tư trong tay ném xuống trước mặt Lý Mộc Hiệu nói, Phật tử vô lượng sơn Đó là khiêu khích hắn Hắn chỉ cần đánh bại là được Như vậy vừa có thể dương danh Đối phương còn tức giận Thì ít nhất cũng sẽ không có trả thù ngay Hoặc là nếu đối phương trả thù Thì sau khi sự việc bại lộ Người khác chỉ thấy vô lượng sơn hẹp hòi Nhưng nếu sử dụng như vậy Sau này người thật sự trả thù Sự việc bại lộ Người khác cũng thấy hợp tình hợp lý Các sông sư thiên hạ kia cũng vậy Bọn họ không là gì trước mặt lý hạo Nhưng tiểu nhân khó phòng Chẳng phải ngày ngày mà phải dùng sức mà để đối phó những thủ đoạn ngấm ngầm của những người này sao Lần này cũng có cách tốt hơn giải quyết Nhưng hắn luôn lựa chọn cách tệ nhất kia Lý Thiên Cương nhìn chăm chăm và lấy một hưu rồi nói Đây chính là tật xấu do các người nuông chiều mà ra Hành vi của hắn đúng là hạ giận, đúng là sảng quái Nhưng hậu quả thì sao đây Hai từ có thể tùy hứng Nhưng người lớn thì phải học cách kiềm chế cơ chứ Có tức giận thì cứ chút ra không mang đến hậu quả nếu bây giờ hắn gánh vác thân phận chân lòng của lý gia thì hành động chính là đại diện cho ý tứ của lý gia là lý gia cố ý mượn cơ hội này mà để đàn áp các tông sư thiên hạ khiến cho những tông sư này không ngóc đầu lên được dư luận là nước nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền thiên hạ kính nể phù thần tướng của chúng ta kính nể không chỉ là chúng ta trấn thủ đại vũ không chỉ là vì đổ máu nơi xa trường mà còn vì chúng ta chưa bao giờ ức kiếp bách tính chưa bao giờ thiên vị làm trái pháp luật. Nói trắng ra, vũ lực chỉ có thể đàn áp bạo loạn, còn muốn khuất phục được lòng người thì phải dựa vào tấm lòng. Tương lai hắn sẽ phải hành quân đánh giặc, nhị thúc cũng từng kể nghe chưa, có những vị tướng chỉ biết đánh mắng thuộc hạ, say rượu, bị thuộc hạ cắt đầu phải không? Lý Mục Hiêu sừng sốt, hít sâu một hơi rồi đáp lời. Nói hay lắm, đối với những tướng sĩ kia, thuộc hạ của ngươi, ngươi quả thực có đủ tấm lòng, trong lòng ngươi có thể chứa đựng cả bách tính thành châu Tại sao lại không thể chứa thêm một hài tử Hôn hồ hắn còn chính là nhi tử ruột của ngươi Chính vì hắn là nhi tử của ta Nên hắn không giống với những người khác được Lý Thiên Cương gần giọng nói từ thứ một Lý Mục Hiêu bật cười nói Hắn cứu bách tính đại nhạc thành Trước đó còn cứu thành thương vũ Vì thế được phòng tước 14 tuổi ngươi có được công huân như vậy không Ngươi làm sao biết được Hắn có được lòng dân Không được thế nhân điều bến Bách tính là nước Tông sư là tay Nước bị tay khuấy động Dẫn dắt Đôi khi nước chảy như thế nào Là do tay vung dài sao Lý Thiên Cương lạnh lùng nói Lý Mộc Hiêu nhìn chằm chằm vào hắn Vậy ý của ngươi là gì Ngươi thật sự là muốn đợi 3 năm nữa hay sao Lý Thiên Cương liếc hắn một cái Ánh mắt chuyển đến bức thư trước mặt này im lặng một lúc mới từ từ đáp có sự giúp đỡ của vị bằng hiếu kia của ngươi cộng thêm lực lượng của bản thân hắn muốn chấn giữ thiên môn quan quả thực không khó nhưng hiện tại hắn giết chết tiểu yêu vương vạn sơn đó yêu vương vạn sơn không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn cho dù là có sự bảo vệ của bằng hữu kia của ngươi cũng khó nếu bưu phương lại mời thêm yêu ma khác lên thủ báo thù cho nhi tử hoàn cảnh của hắn cũng sẽ rất nguy hiểm Lý Mục Hiêu nhớ mày nhạt nhạt nói Ta còn tưởng người không nghĩ đến chuyện này cơ chứ Lý Thiên Cương không ý để ý đến sự chế giễu của hắn chỉ nói Ta sẽ viết một lá thư Hắn trẻ tuổi khinh thị Vậy thì ta sẽ cho hắn một bậc thang Chương 379 Lý Mục Hiêu thở vào nhẹ nhõm nói Đã như vậy Ta khuyên người nên đích thân đi làm chuyện này thì hơn Ta không có rảnh đâu Lý Thiên Cương khẽ lắc đầu Gõ ngón tay lên mặt bàn Nhị thúc Đừng quên chúng ta vừa mới bàn bạc chuyện gì Địa giới Lương Châu rất rộng lớn Lần yêu họa này có thể xuất hiện ở Đại Nhạc Thành Đủ thấy những yêu ma đó Đã không thể nhẫn nhịn được nữa Chuyện này ta có phải đến Đại Vũ Châu một chuyến Diện kiến bệ hạ một phen Lý Mộc Hiêu cao mày Nhìn hắn hai lần Rồi nghĩ đến tính cách của đối phương nếu thật sự đi E rằng còn làm hỏng chuyện hơn Hắn lập tức không còn kiên trì nữa Dù sao thì đối phương đã chịu cúi đầu Cũng coi như là chuyện tốt Hắn thở dài trong lòng Rồi lại nghĩ đến Phong Ba Bình Hắn gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm Và nụ cười của vị bằng hiểu kia Trong lòng lại tức giận đến ngứa cả răng Chắc chắn cái tên kia Đã sớm biết tình hình của Lý Hạo Nhưng lại không viết thư báo cho mình Chắc là đang chờ xem Mình bị dọa sợ đến mức nào đây Lão già Lần này gặp mặt xem ta xử lý người thế nào đây Lý Mộc Hưu thầm nghĩ Vô lượng sơn Phạm tên tịnh thổ Sâu trong sơn phong trùng điệp Trốn linh sơn tịnh thổ cao nhất vật quang vàng rực chiếu rọi khắp nơi Nơi đây có bậc thang thông từ thế tục Đi lên những đến đỉnh chân núi Để cho những bách tính nghèo khổ Và quan lại quyền quý đến đây thắp hương cầu Phật Còn trên đỉnh núi trong một trốn tịnh thổ linh quang được kết giới pháp trận bao phủ vô lượng phật chủ ngồi xếp bằng trên đài sen sắc mặt ôn hòa từ bi bên trái bên phải là hai vị bồ tát một vị là lâm ngũ kinh còn một vị bồ tát kia thì có dáng vẻ nữ tử thân thái an nhiên nhưng lúc này lại hơi nhíu mày trên linh quang phật đường trước mặt bọn họ có mấy bóng người đang quỳ trong đó có hai vị phật tử ta đã biết chuyện ở vô lượng ở lương châu rồi giọng nói vô lượng phật chủ ôn hòa nhưng âm thanh lại vang dội như là chuông lớn tuy nhiên không hề chấn động và chói tai mà lại ôn hòa như nước Thiên tư của thiếu niên kia vang dội cổ kim hẳn là đệ nhất đại vũ các ngươi bại trong tay hắn cũng không cần phải tức giận đau buồn mọi thứ đều là định số thôi Hai vị Phật tử lần lượt là Thần Vô Quyết và Lý Cản Phong. Lúc này nghe lời sư tôn Phật chủ nói, lòng đều chấn động, nhưng trong lòng lại càng thêm xấu hổ, đồng thời cũng có chút thoải mái đan chen khổ sở. Bọn họ đều là thiên kiêu, nhưng bây giờ lại thảm bại. Nghe sư tôn nói, dường như cũng có nghĩa là bọn họ căn bản là không thể so sánh với đối phương. Càn khôn kim đồ, vô lượng Phật chủ khẽ nói, còn ba năm nữa Người cứ ở trên núi tu hành cho tốt Nếu có thể bước vào thiên nhân cảnh Người tự có cơ hội mà tranh đoạt vị trí trần lòng với hắn Nếu không vào được thiên nhân cảnh Vậy thì an phận ở lại dưới trướng của ta Là một vị la hán Bồ Tát Nhân quả thế gian Cũng không cần phải dính vào Phù thân tướng của người Người chấn giữ là bách tính Vật môn ta cứu độ Cũng là chúng sinh Lý Càn Phong chấn động trong lòng cúi đầu cúi lại thật thấp. Bên cạnh đôi mắt đắng chát u ám của tần vô khuyết lại hơi sáng lên, nghi hoặc nhìn về phía vật trù. Sư tôn, sư đệ tử vô năng, cảnh giới tông sư võ đạo kiểu của thiếu điên kia vô cùng đáng sợ. Dù cho dù là càn khôn, hắn bước vào thiên nhân cảnh, chỉ sợ không có địch nổi chứ. Hắn hỏi không phải là nghi ngờ, là muốn được một câu trả lời. Hắn biết sư tôn nói với Lý Cản Phong như vậy, chắc chắn là có lý do sức mạnh yếu kém trên đời vốn không có quy luật tháng ba hoa nở tháng chín hoa tàn nếu người có thể nở hoa vào tháng chín cho dù không tươi đẹp như vậy thì có sao long tượng tuy mạnh nhưng không thể vượt sông phi điều tuy yếu nhưng ngàn sơn vạn thủy cũng không có cản được vô lượng chưa sơn vô lượng phật chủ rồi kẻ nói trên đời đều có quy luật Trời đố kỵ người tài Quá cứng thì dễ gãy Hai từ kia tư chất không tệ Nhưng đã bước vào tử lộ Định sẵn con đường khó đi Hai người nghi hoặc không hiểu ý gì Có phải nói Lý hạo kia quá kiêu ngạo Sẽ trước lấy đường chết hay không Vô lượng Phật chủ khẽ nói Các người lùi xuống đi Tinh tâm mà ngộ đạo Phá trừ tâm ma của bản thân Mới có thể tiếp tục tiến bộ Các người nên biết Mọi tâm thức đều là hư ảo Mọi hành động trên đời đều như giấc mộng Như vậy mới có thể siêu thoát Lương Châu Trong doanh trại thành thương nhai Ở bên trong Thiên môn quan Trong phòng củi chất đầy tuyết trên mái nhà Phong Ba Bình đang thêm củi Mới bỗng nhiên hắt chỉ một cái suýt nữa thổi tắt hết đống củi trong bếp Hắn xòa xòa mũi Tư lẩm bẩm nghi hoặc <laughs> Sao tự nhiên Mũi lại ngương ngay thế này chứ Chẳng phải chẳng lẽ là có ai nhắc đến ta đây Bên cạnh Lý Hạo đang nhào bột Đợi bột nhào xong Ném sang một tàm đá ấm khác ở bên nụ Sau đó hắn vẫy tay gọi Long Tiêu Kiếm đến Cắt đống thịt yêu ma đã chọn lọc bên cạnh Nhanh chóng dùng kiếm mà chặt băm thành thịt bột Ê cái thằng này Một thanh kiếm tốt như vậy Ngươi lại dùng làm dao mà chặt thịt sao Phong Ba Bình lắc đầu Vật tận kỳ dụng cơ mà Lý Hạo cười cười, đợi chuẩn bị xong nguyên liệu, liền bắt đầu nấu nướng. Sau khi trở về thành đại nhạc, bọn họ lại tiếp tục cuộc sống bình yên trong thiên môn quan. Chương 380 Tứ Gia Lý Gia Còn về yêu ma quan hoại cũng là tin tức của quan đội đều bị cơn gió tuyết ngập trời này ngăn cách, chỉ còn lại việc săn bắt thả câu ba bữa một ngày. Gần đến giờ ăn trưa, Lý Hạo bảo tiểu hồ ly đi gọi Tống Thu Mặc và Lý Hồng Trang đến chuẩn bị ăn cơm. Tay nghề của Lý Hạo khiến cho mấy người đều vô cùng khen ngợi. Ở bên cạnh Lý Hạo, ngoài những tâm sự của riêng mình, mỗi ngày bọn họ đều mong chờ ba bữa ăn một ngày. Vừa ăn uống vừa trò chuyện, Lý Hạo nhờ Tống Thu Mặc giúp đỡ, chiều nay đến thành trì gần đó mua một ít vật tư cho cư dân. Hiện tại trong doanh trại này, ngoài sân nhỏ có hàng rào của bọn họ, Lý Hạo còn liên tục xây dựng thêm một số nhà ở khác nữa cho cư dân xung quanh. Có khả năng ngự vật của thập ngũ lý cảnh tham gia vào ngành xây dựng thì vô cùng nhàn hạ. Hắn trẻ đôi ngọn núi ở xa xa, cắt trẻ vận chuyển những tảng đá ở bên trong, chế tạo thành những ngôi nhà đá đơn giản. Người định xây dựng một tòa thành ở đây thật sao? Chưa đợi Tống Thu mặc lên tiếng, Lý Hồng Trang đã mở lời trước, nàng nhai một miếng thịt trong miệng nuốt xuống nhìn chằm chằm lý hạo không phải là xây dựng chỉ là khôi phục lại tòa thành trước kia mà thôi lý hạo mỉm cười dù sao thì ta cũng rảnh rỗi đã là thủ thành thì dù sao cũng phải có một tòa thành chứ lý hồng trang nhìn hắn thật sâu không có nói gì nữa chỉ bảo nếu những yêu ma này không còn tâm lược nữa thì không sao chỉ sợ xây dựng xong ở phía trước phía sau lại bị phá hủy thôi chỉ cần thủ tốt là được rồi nếu thủ không được thì sao đây thì ta lại xây lại tiếp nhìn thấy dáng vẻ phóng khoáng của thiếu niên lý hồng trang không có nói gì nữa chỉ là trong lòng không khỏi thêm vài phần mong đợi nếu tòa thành này có thể xây dựng lại trấn áp và uy hiếp tất cả yêu ma bên ngoài quan ải khôi phục lại uy thế của trăm năm khiến cho những yêu ma hung tàn khát máu không có dám xâm phạm nếu cảnh tượng đó được tam ca và lục ca nhìn thấy chắc chắn họ sẽ phải rơi lệ nàng cúi đầu dùng răng xé mạnh một miếng thịt nướng trong tay nhưng lại đếm được chút vị mặn ta nghe nói người đã giết chết tiểu yêu vương vạn sơn kia nếu ta rời đi yêu vương vạn sơn thừa cơm bật tập kích thì phải làm sao đây tống thu mặc lại cau mày lý hạo trở về từ thành đại nhạc mấy người hỏi thăm lý hạo tóm gọn kể lại chuyện đó nàng mới biết được lý hạo đã giết chết nhi tử độc nhất của một con yêu vương hơn nữa tiểu yêu vương đó chính là thiên tư cực cao nàng cũng là yêu tộc vì vậy cũng có thể hiểu được tiềm lực của tiểu yêu vương đó lớn đến mức nào nếu so với nhân tộc thậm chí có thể miễn cưỡng sánh ngang với lý hạo kết quả là một yêu ma thiên tài như vậy lại bị lý hạo giết chết thì có thể tưởng tượng được yêu ma vạn sơn tức giận đến mức nào đôi vương sắp xếp một yêu vương ngầm bảo vệ tiểu yêu vương này cũng có thể thấy được sự coi trọng của hắn ta cho dù gặp phải tứ lập cảnh đơn lẻ Cũng chưa chắc sẽ giày ra chuyện Chỉ là không ngờ lại gặp phải tổ hợp Phong Hoa Bình và Lý Hạo này Trong phạm vi 300 dặm gần đây Đều có ám tuyến ta để lại Nếu có yêu ma xâm phạm ta, sắp, ta sẽ phát hiện ra Đến lúc đó là sẽ kịp thời rút lui thôi Lý Hạo cười đáp Ám tuyến thả câu lực đoạn ẩn núp Kết hợp với thuộc tính tàng cung Ngay cả tứ lập cảnh cũng khó phát hiện Ngoài ra, bức danh họa có tên là Giang Tuyết Đồ mà trước đó hắn được vị tông sư Bạch Xuân Hải đã được hắn gộp vào ngự đạo, cung cấp thuộc tính ẩn núp, đồng thời hòa hòa vào môi trường cho lực lượng ngự vật. Đòn tấn công bằng khí lực của hắn sẽ rút ẩn núp, dùng trên dây câu thì càng là sự kết hợp hoàn mỹ hơn. Cho dù là tứ lập cảnh, ở gần thì cũng rất khó phát hiện, huống chi là ở cách xa 300 dặm. Đối phương không hề có phòng bị, chỉ là để mà duy trì dây câu ở khoảng cách xa như vậy, khí lực trong cơ thể Lý Hạo là phải liên tục truyền tài. Nếu không phải hắn đã khai mở được 98 đại mạch trong cơ thể, cộng thêm âm dương sắc mạch, thì căn bản là không thể duy trì được. Hiện tại giữa việc hấp thụ và việc truyền tải khí lực cũng chỉ là miễn cưỡng bù đắp. Hay là ta đi vậy? Lý Hồng Trang nói với Lý Hạo. Tống tiền bối nói đúng đấy, Mặc dù người có bảo vệ ở uh, của vị tiền bối này, nhưng người giết chết tiểu yêu vương kia, ta nghe nói yêu vương vạn sơn vô cùng yêu thương nhi tử độc nhất, coi chính như là bảo bối. Những ngày này hắn ta không có đến đây, chắc là đang chờ tống tiền bối rời đi đấy. Ánh mắt tống thư mặc hơi lóe lên, nhìn lý hạo một cái nhẹ giọng nói. Ban đầu ta chỉ định ở lại đây có nửa năm Nhưng giờ ngươi gặp phải chuyện Ta sẽ ở lại cùng với ngươi ba năm trong lòng Lý Hạo hơi chấn động Nhìn nàng một cái Nhưng trên mặt lại trêu chọc cười hỏi Vậy thì ngươi không quản đàn cung nữa hay sao Sao chứ Chỉ có 3 năm thôi Ta đã trông coi gần ngàn năm rồi Không có tranh lệch mấy đâu Tống Thu Mặc thản nhiên đáp Lý Hạo lại biết không có dễ dàng như nàng nói Tống Thu Mặc là yêu vương được ghi chép Trong thành Thanh Châu Không thể rời đi quá lâu Có thể đến đây nửa năm hẳn là mức độ lớn nhất mà đối phương có thể làm được 3 năm thì quá khó khăn đối với nàng. Chúng ta cùng nhau kết thúc tập 37 đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.